Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nguyễn Quốc Hận. Đồng chí Nguyễn Quốc Hận sinh ngày 17 tháng 2 năm 1965, giới tính nam, quê quán xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 4 tháng 5 năm 1994, trình độ lý luận chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân kinh tế nông nghiệp. Chức vụ tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 14-15, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Tóm tắt quá trình công tác. Tháng 1 năm 1990 đến tháng 9 năm 2000, chuyên viên, phó chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau. Tháng 10 năm 2000 đến tháng 4 năm 2002, thành ủy viên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy Cà Mau. Tháng 5 năm 2002 đến tháng 11 năm 2005, thành ủy viên, bí thư đảng ủy xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau. Tháng 12 năm 2005 đến tháng 6 năm 2010, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cà Mau. Tháng 7 năm 2010 đến tháng 7 năm 2013, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức thành ủy Cà Mau. Tháng 8 năm 2013 đến tháng 2 năm 2015, phó bí thư thường trực thành ủy Cà Mau, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cà Mau. Tháng 3 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau. Tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2020, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Tháng 9 năm 2020, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Tháng 7 năm 2021, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.